Yo, đây là một video về Bloody Spell, hay còn được gọi là Dark Souls phiên bản Trung Quốc. Dĩ nhiên được so sánh với Dark Souls thì độ khó của nó cũng không phải dạng vừa, và nó đòi hỏi người chơi cần có một kỹ năng cao. Ngoài ra nhân vật mình điều khiển có khả năng hồi sinh, thế nên cũng đỡ được phần nào. Về khoản thiết kế nhân vật dù đẹp nhưng nhìn khá là vô hồn, nếu có thì chỉ có tâm hồn. Mình thích nhất khoản combat trong game này bởi vì nhìn nó khá là bắt mắt. Còn về logic thì sao? Như bạn có thể thấy ở đây, tôi đang đi ám sát thằng này, cơ mà tiếng chân tôi dẫm lên cỏ, có khi người trong hội người điếc còn có thể nghe được. Game này có rất là nhiều lỗi. Thằng kia phát hiện chưa ta? Yup, dĩ nhiên là chưa. Em ngoài đây anh ơi. Em nè anh. Anh làm trò khùng điên rồi vậy. Game còn có các mini game khá là thú vị. Cơ mà đối với mình thì trò này khá là dễ. Easy. Và một mini game nữa đó là giải đố. Fuck. Thì thôi chứ nó cũng khá là dễ. Chơi lúc đầu khá là hay nhưng càng về sau tôi cảm thấy những con quái cũ trùng lặp với nhau và xuất hiện với số lượng tăng dần. Và thằng nào cũng khỏe, thằng nào cũng trâu. Bạn sẽ phải thông nó từ đằng sau, vì nếu không làm vậy cơ hội thắng của bạn gần như bằng không. Nhưng mà tôi muốn đánh nhau, chỉ nếu phải làm Hitman. Chính điều đó đã làm game trở nên nhạt đi, và tôi không còn muốn chơi game này nữa.